Kênh bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Hà Nội, chùm ca bệnh mới có 142 f1, khẩn trương lấy mẫu hơn 2.000 người. Liên quan đến các ca bệnh vừa ghi nhận trên địa bàn huyện Mỹ Đức và huyện Đông Anh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã có kết quả điều tra dịch tễ bước đầu. Cụ thể, chùm ca bệnh tại khu công nghiệp Thăng Long hiện ghi nhận 4 trường hợp dương tính sars cov2, qua điều tra sơ bộ xác minh được 61 trường hợp f1 trong đó có 49 F1 của bệnh nhân H và 12 F1 của bệnh nhân T. 49 F1 của bệnh nhân H đã được lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài 3 F1 dương tính là các trường hợp đã được đưa tin thì mẫu bệnh phẩm của các F1 còn lại đều cho kết quả âm tính sát cov 2 Hiện 12 F1 của bệnh nhân T đang chờ kết quả xét nghiệm. Tổng số người liên quan, người trong khu vực ổ dịch khoanh vùng đã được lấy mẫu là 1.804 người, đã có kết quả 1.789 trường hợp âm tính, còn lại chưa có kết quả. Các trường tiếp xúc gần với các ca dương tính đang tiếp tục được điều tra bổ sung. Với chùm ca bệnh tại xã An Mỹ, Mỹ Đức là 5 người trong một gia đình. Tính đến sáng nay đã xác định 81 trường hợp F1, 329 F2, 168 F3. Dự kiến số người liên quan sẽ còn gia tăng vì lực lượng chứng năng vẫn đang tiếp tục điều tra truy vết. Hiện tại, khu vực gần nhà bệnh nhân, khoảng 38 người đã được phong tỏa. Phòng khám đa khoa An Mỹ cũng tạm thời phong tỏa để điều tra người tiếp xúc và liên quan, như đã đưa tin, trong hai ngày 5 đến ngày 6 tháng 7. Hà Nội đã ghi nhận liên tiếp 10 ca dương tính sars cov 2 mới, bao gồm hai trường hợp là nam tài xế ở Mỹ Đức và nam bảo vệ ở khu công nghiệp Thăng Long được công bố tối mùng 5 tháng 7 và 8 trường hợp vừa được thông tin sáng nay. Các ca bệnh này đều đã được Bộ Y tế công bố vào trưa nay. Minh Nhật, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.